Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Sơn Japan hàng Nhật. Hôm nay xin giới thiệu cho các bác một mẫu đồng hồ thuộc hãng Smongua Rhythm. Bình thường thì là Smongua có giới thiệu cho mọi người chuyên mở mặt hoặc là xoay mặt. Thì hôm nay thì lại giới thiệu thêm một mẫu nữa, đó là cái kiểu nâng các con rối nó hoạt động. Khi mà tròn giờ, em đồng hồ này sẽ đánh nhạc đồng thời các nhạc công đứng ở trên các mục, nó sẽ được nhô lên tạo thành các mục trên, như là từ trên cao xuống dưới thấp, để đánh các cái chuông ở trên mặt rất là độc đáo. Đồng thời khi mà đánh chuông xong ấy, thì nó sẽ có một cái phần, đó là gõ ví dụ 2 tiếng thì nó sẽ đánh điểm 2 tiếng chuông để cho mọi người biết được lúc đó là 2 giờ, 3 tiếng thì 3 tiếng chuông, tương tự như vậy. Cái này thì nhạc của nó thì cũng rất là hay, tiếng nhạc nhẹ nhàng. Và em này đặc biệt là sản xuất tại Nhật mọi người nhé, Made in Japan này. Cái màu nâu vân gỗ này thì rất là được các bác ưa chuộng ở trong không gian nhà mình. Bởi vì cái này là mình phối ở cái không gian hiện đại hay là không gian kiểu cổ điển một chút đều ok hết. Kích thước của em đồng hồ này cũng khá là dài mọi người nhé. Size của em này là 53, mà ngang của nó là 31, ngang 31 và sâu là 10 cm. Tiếng nhạc rất là hay mọi người nhá. Đây đấy, khi mà bây giờ là gần 2 giờ thì vẫn là 1 giờ. Em đây là em ấn nút monitor đây thì nó vẫn nhận diện là 1 giờ, thì nó sẽ ấn một tiếng chuông. Còn một chút nữa khi mà tròn giờ 2 giờ thì nó sẽ đánh 2 tiếng chuông. Ở bên trong sẽ có phần quả lắc để cho chiếc đồng hồ đỡ bị nhàm chán. Màu rất là mới và đẹp, size khá là to. Đây là mắt cảm biến của nó, ban đêm sẽ tự động ngắt chuông đêm, hay là buổi trưa mình đi ngủ mà kéo rèm không đủ ánh sáng thì đồng hồ nó sẽ tự động ngắt chuông. Rất là thông minh. Cái vân của nó đây mọi người nhá. Chất liệu của đồng hồ này là nhựa nhưng mà nó làm giả vân gỗ như thật luôn. Dưới đây thì em vừa có giới thiệu cho các bác một em đồng hồ treo tường của hãng Smongua Rhythm. Em đồng hồ này thì còn một cái duy nhất thôi, về được một cái duy nhất. Bác nào mà yêu thích em đồng hồ này thì inbox trực tiếp qua Facebook Sơn Japan hàng Nhật, hoặc là truy cập website hangjapan.vn để cập nhật các sản phẩm mới nhất bên nhà em. Đợt này với rất là nhiều đồng hồ không những treo tường hay là để bàn, mà còn có nhiều những cái em đồ chơi nhỏ nhắn rất là xinh. Các bác có thể tham khảo trên web. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo.